xe về Việt Nam nha. Ví dụ này là vị trí của mình, này vị trí muốn đi. Bây giờ mình sẽ đi xe gì ta? Khải Nam. Rồi. Khải Nam. Đây. Xe là các bạn. Khải Nam Bus Station. Cách đây là 3.63 km như mình đặt ha. Rồi. Khải Nam. 7.700. Ok. Đáp tút tút nè, 7.700 nè. Còn này là đáp taxi mắc hơn nha các bạn. Đặt xe, đặt nha nè. Bấm vô. Ok. Rồi. Quá hay. Good. Giờ quay về nhà xem tút tút nha. Chạy xe tút tút, ba mẹ con ngồi ở ngoài đây. Tốt tốt in năm phần. Giờ mình đang đi qua nhà xe Khải Nam nha cả nhà. Và mình đi bằng xe tút tút. Biết người Campuchia nhưng mà biết tiếng Việt. Campuchia trong tham mấy cái bọn nhưng mà Trà Vinh. Người Trà Vinh. Ồ, người Đồng Hương. Đồng Hương. Trà Vinh ở huyện nào? Ở Sóc Trăng. Sóc Trăng. Ở Trà Vinh mà bên Sóc Trăng lại. Gần ngay chỗ mà Tân Huy Viên không? Đó, ngay chỗ đó. Ngay Tân Huy Viên hả? Mình có nhiều người gốc Campuchia mà ở Trà Vinh Sóc Trăng lắm. Ở mình đó là nhiều lắm không anh ha? Tại vì em nhớ hình như từ An Giang qua bên Campuchia có cái cửa khẩu mà. Đúng rồi. Ghê luôn á, đi du lịch về mà thấy. Ủa rồi anh chạy tút tút này là chạy một ngày luôn không? Chạy một ngày tới chiều luôn. Sáng mấy giờ anh ra xe? Nếu mà anh có cần tôi thì lấy cạc tôi đi. Ok. Rồi sao điện cho tôi. Mà sáng mấy giờ là anh chạy? Mấy giờ cũng được, anh cần giờ nào tôi chạy lại tới cái vấn đề đó. Rồi tối mấy giờ anh 9-10 giờ tới sáng cũng được. Rồi vậy hả? Anh chạy được tới sáng luôn. Thường anh chạy vậy ngày kiếm được nhiều tiền không? Ở trăm mà phải chạy nguyên ngày đúng không? Có khi đêm tới sáng 200.000 rồi. Mình sống gần đây không? Nhà tôi ở Giác Hệ. Giác Hệ hả? Chạy vậy cực quá không anh? Quen hả? Anh chạy này bao năm, bao nhiêu năm rồi? Tôi chạy mới đây hai năm mấy rồi, khỏe hơn mình đi làm mấy cái phụ hồ lao động gì đó. Tôi đi lãnh mình mấy chỗ lớn đó rồi mình làm kiểu á, mình làm chỉ bác sĩ là gì nè. Mà mình làm này ngon hơn nè phải không? Nó khỏe hơn. Bằng cái kia trên cao rồi với bụi bặm. Trên cao quá rồi nguy hiểm, nên mình chạy cái này nó cũng nguy hiểm nữa mà nó mát.
à, nó mát hơn, nó gió. Nhưng mà đường phố xa năm bên này nó kẹt xe quá vậy. Cái gì hả, cái thế của nó là tự do. Thế của nó không có để để hả, cũng như ở dưới Việt Nam phải không? Ta cho ta ở ngoài đem vô nước bán chỉ là hả một năm hả 100.000 chiếc thôi à. Nó coi như là nó không có giới hạn đó phải không? Cho nên hàng chi nó mình phe nhiều quá. Bởi vậy để tôi nói hồi nãy là tự do, nó đem vô tự do, miễn là có tiền là được, có tiền đóng tính thuế cho nó là được cái gì phải không? Rồi đem tiền vô, đem đồ vô bán tự do. Nếu mà hả nó không tự do cũng đâu có kẹt xe tới thế này. Đúng rồi, cái đường lộ của nó nhỏ với, quá của nó với Việt Nam Thái Lan gì là hả không được hơn nữa của ta. Đường nhỏ quá. Đường nó lớn là bằng cái miền đường theo miền quê ở dưới miền Nam. Rồi. Miền Nam thì miền quê, theo đường miền quê trong xóm trong làng cái đường nó lớn như vậy. Dạ. Anh cũng biết tiếng cam nè. Chút. Đi qua Thái biết tiếng Thái. Đúng rồi. Đi Việt Nam biết tiếng Việt Nam. Đi ở Campuchia biết tiếng Campuchia. Anh có qua Thái Lan chưa? Đi rồi. Đi luôn rồi. Đi hết rồi là cuối cùng chọn ở Phnom Penh này hả? Nói ngay đi, mình đi qua bển, mình đi học lực pháp của người ta chứ mình đâu phải đi, mà mình đâu phải đi làm ăn cho xứ người ta được. Rồi nói ngay đi, mình đi nơi người ta cũng đâu có bằng nơi mình. Đúng rồi. Nhưng mà anh có thường hay về Việt Nam không? Có. Một năm về mấy lần? Năm có không không về luôn hả? Không chừng. Có nghĩa là anh nhắm chừng khi nào có chuyện. Nói như chung là có điều kiện có tiền là mình mới về đúng không? Không, cũng như năm cưới cháu, năm cưới bên dòng họ gì đó. Là mình mới về thôi chứ còn không thôi là không có về. Rồi ba má anh ở đâu? Ba từ trần hết rồi. Từ trần hết rồi, giờ chỉ còn có vợ con mình thôi đúng không? Anh em. Mà hồi xưa là mình sinh ra ở Việt Nam hay ở bên Phnom Penh? Em sinh ở bên Phnom Penh, ở Dũng Sà Năng. Ở Dũng Sà Năng, ở Bông Tràm. Biết rồi. Bông Tràm. Có bao giờ đi ra biển hồ chưa? Đi rồi. Đi luôn hả? Chị đi tứ xứ hết luôn rồi hả? Anh đi nhiều nước. Anh đi nhiều nước rồi. Anh chọn được bờ này là nơi định cư cuối cùng của anh. Cái hồi lúc đi học lực pháp là học được 7 nước rồi. Học được 7 nước luôn rồi. Vậy là đi qua 7 nước rồi. Đi học 7 nước rồi. Còn có chỉ là 2-3 nước nữa thôi là về là mang sao luôn đó. Mà đi không nổi, ba mẹ mắc. Cái chùa này là chùa gì đây anh? Cái chùa này là Wat Pha Bình Rây. Wat Pha Bình Rây. Wat Pha Bình Rây. Chùa cũng lớn á. Chùa ghê luôn á. Rồi mình chạy tút tút vậy là mình đi ăn uống sao anh? Mình về nhà mình ăn ở hay mình ăn ngoài đường luôn? Mình đối chỗ nào mình có tiền trong túi rồi, cứ đi. Là mình cứ ghé đây mình ăn hả? Rồi sáng mình đi rồi chiều tối mình mới về tới nhà.
rồi ngủ dậy sáng mai chạy tiếp. À. Rồi con anh lớn chưa? À, nhỏ gái lớn được 13 tuổi. 13 tuổi, rồi đứa nhỏ nhiêu? Thể quan ở miền Hải phải không? À, không biết nữa. Hải Nam. Hải Nam đây. Hải Nam rồi dòng xuống. Ở phía dưới đây nè. Bé nó nói là dòng xuống. Ok. Bé nó giờ xuống. Ô, Hải Nam bên là chạy qua cái stop nhỏ đó nữa, nó quẹo phải. Đó. Dạ, chắc vậy em không biết. Cái đường này là đường Olympic ha, khu dạ. Olympic rồi phải không? Dạ. Rồi đứa nhỏ bao nhiêu tuổi anh? Đứa nhỏ mới 3 tuổi. Ồ. Vậy cũng lâu ha, đứa 13, đứa 3. Bà xã. Rồi ở đây có cho đi học đàng hoàng không hay là ở nhà? Chi phí học ở đây mắc không anh? Không sao, ngày mấy ngàn tiền kia. Ờ, ô gì cũng rẻ ha. Tới chưa? Ôi, có à, bên Lan Hải Nam từ từ mua stock ra nó mất năm rồi nè. Từ stock bên này mục. Mục. Thẳng thẳng mục. Mục. Hải Nam mục. Đi bon này mục. Rồi. Làm mục này. Học cuốn học cuốn. Học cuốn. Học cuốn. Học cuốn. Bà đi mốc này. Chỉ đường đi. Khăn đám tay nữa. À, đấy rồi, đấy rồi. Biết rồi, biết rồi. Học tôi nó stop không? Vợ anh là người Campuchia hay là người Việt anh? Người Cam. Vợ anh biết nói tiếng Việt không? Biết nghe, không biết nói. Này cũng này anh cũng giống như ngân hàng vậy đó. Đoạn này dám quá cho ngân hàng luôn. Món đã khăn trăm đây đặt xe nam. Đang ngày đừng. Lại phạ về nhá mày. Ba lại về. Ê mẹ đi. Lấy cái niệm kia đi nè. Nè. No, nè sắp khô. Món kia nè. Em biết Hải Nam không? Biết. Đó, đi chỉ đường đi. Coi thà đi vừa bắn vừa mơ cái này cái đi mém buông nó đi cái mém. Đây, chợ Olympic. Đang ở đây. Đấy. Mình đất Hải Nam. Hải Nam đây chợ Olympic này nha. Quay thẳng tiện quay chia cho cả nhà xem khu Olympic. Bên Lan Cải Nam nè, đến cái đô ta gọi với gì? Đây, map. Không được sao với nhiều. Nhông mấy nhông tha nư khôi nè ngài. Đâu, muốn nhông chim chim răng nè. Bắt cái chim răng nè. Ờ, đồ bà đây. Cây nạm ở đây đòi. Có đặt stop cả nó buông mà chết đòi là bạt ở trong một môn bên này đấy nè. Biết chưa chỗ đó không? Tới cái điểm này nè. Olympic making. Cái nam đó. À, Mia, mi. No, no. No. Đây, à. Ô, nó coi nó. Buông mình chạy tiến. Biết không, biết không? Biết rồi ha. Thấy chỗ đó đó. À, đi đạp mệt. Đấy mép gì á? Có thể ra lúc bắt nó quý gì? Nè? Lộ
bớt nó nuôi hót đấy bớt nó nào ngày bữa tám lời dứt cùng tư nữa chứ bắt quên với nhau bắt quên với nhau nó ngày nó có ngày bạn chết nhân ta miền đâu có chân chân này tôi biết tu đi tăng quân ta tăng không đắng này đánh bao một ngày một kia ừ bom mon nhóm tí tầng đai khai nam đạo đai tầng đai nam tí tròng đó là mọ khai nam biết không biết không biết rồi ha nó lệch xa đó đó đây chiếc viên mà chung bắn viên ấy bên mình sẽ giữ luôn sáng nó đùn cạt lên cái này sáng là người đi làm là sáng 8... làm sáng ở đây là mấy giờ làm anh làm cho người... dạp cho người ta làm công ty á dạ, là mấy giờ người ta 8 làm 8 giờ rưỡi là người ta vô làm đến 6 giờ chiều không đó cả đó đó à. Mà chạy xe mà kẹt xe kiểu này mệt lắm á. Các bạn mà đi qua bên đông bên nè, đi kiếm xe tút tút mà đi du lịch nè, chơi nè, kiếm người Việt mình nè, kiếm mấy anh như vậy nè, kiếm tiếng Việt nè, chở mình đi, dắt mình đi. Ở bên xe tút tút nó có những cái miếng này nè, kéo xuống như trời mưa. Không anh, giờ mưa rồi kéo này xuống không? Trăm nè. Vậy là trừ ra hết chi phí là ngày bỏ túi 100 không? 100.000. Có hơn, có thiếu, có hơn, có. À, về trên dưới, nói chung là 70 đến khoảng 150 đúng không? Tùy theo thời về điểm. Nó đâu có được bằng ngoài đâu nó. À, lúc này lúc nọ gì. Dạ. Nhưng mà thứ bảy chủ nhật là đông ha. Thứ bảy chủ nhật cũng giống vậy luôn hả? Mà chạy được chứ nó kẹt xe cũng vậy thôi phải không? Kẹt xe cũng vậy. Vậy là ngày nào cũng như ngày đó. Ế thì cũng được 70-80, còn đông thì cũng được 100 mấy. Là trừ ra hết chi phí chưa? Rồi hết rồi. Trừ hết luôn hả? Thôi vậy cũng đỡ ha, cũng được cho con ăn học cũng đỡ. Rồi lúc mới ra thì chạy mới được. À, lúc mới ra hả? Chứ giờ là nhiều quá rồi hả? Để coi công an, có công an không nè? Sao vậy? Bẹo lại vậy nè. À. Công an nó có bắt không? Bắt rồi. Ngó giùm bên kia có công an không? Bên này nè, sau lưng nè. À. Ngó. Không có công an. Không có. Ở đây dừng bọt nó đây. Quay đầu lại cho nó dừng. Mình phải ngó công an nha cả nhà. Chứ không thôi nó bắt mình. Là cái chỗ này nè đúng không? Dạ. Rồi, xe Khải Nam mình đặt vô đó mà. Mà anh cãi phải không? Ừ. Đó là gần tới rồi đó. Đó.
chút xíu à, ngồi chút xíu rồi tới rồi. Cái gì mà nó hú quá trời vậy? Xe lớn. Bố xe người tu rồi. Quân đội. À, người tù. À, xe tù. Xe tù. Rồi. Cái đó tôi đem đi xử đó. À. Đi xử là da tò phải không anh? Giống như ở Việt Nam mình đang da tò. Ở Bắc Nam Bon mấy 2 năm mấy về trước á. À. Là nó xé tù nó ra mấy trăm người. Ghê vậy hả? Đó, nó quay được nè, mình quay theo nó luôn. Lát nữa anh cho gặp visit mà. Ừ, chứ anh kêu xin gặp visit anh đi. Mốt em qua cái em gọi điện cho anh ha. Cái gọi cho anh đi cho dễ. Đỡ đi. Ở nãy đó, Khải Nam đúng rồi, xe màu xanh xanh đó. Nam Bình Hồ Chí Minh đúng rồi. Phải không? Phải không? Phải không? Kệ Khải Nam trên. Đúng rồi, Khải Nam. Rồi, cảm ơn. Có xe sẵn luôn này, vô hỏi coi xe về luôn. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.